Nếu như ở mùa trước, Lorient ngấp nghé tại nhóm xuống hạng khi cán đích ở vị trí thứ 16, thì ở mùa này, đội chủ sân Stade du Moustoir lại là chú người ô của Ligue 1 khi vượt qua những ông lớn của bóng đá Pháp như Marseille hay Lille để đứng ở vị trí thứ 4, thậm chí là còn bằng điểm với top 3 nhưng chỉ kém về hiệu số. Nhưng liệu rằng đội bóng này có thực sự là một ẩn số của mùa giải hay không thì vẫn còn nhiều thời gian để họ chứng minh được, bởi ở vòng đấu tới đây sẽ là một thử thách không hề dễ dàng với Lorient mang tên Paris Saint-Germain, nhà đương kim vô địch của bóng đá Pháp, mới trải qua một trận đấu đầy kịch tính trên sân nhà của Juventus tại lượt trận cuối cùng của vòng bảng Champions League. Dù có chiến thắng 2-1 trước ba đấm già thành Turin, nhưng Paris Saint-Germain lại để Benfica chiếm ngôi đỉnh bảng. Màn hoán đổi vị trí đầy kịch tính ấy khiến Paris Saint-Germain sẽ phải cạnh tranh với các đội bóng mạnh hơn trong vòng knock-out, khiến cuộc đua cho chức vô địch Champions League của Messi cùng đồng đội trở nên khó khăn hơn nữa. Trở lại với Ligue 1, Paris Saint-Germain vẫn là nhà vua, nhưng do mùa giải chưa đi vào giai đoạn nước rút, đội bóng thành Paris cũng không được phép sảy chân và trận đấu trên sân của Lorient cũng không phải là ngoại lệ. Paris Saint-Germain mất Ruiz ở trận gặp Juventus, bên cạnh đó thì Kimpembe và Pembele vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương. Dù vậy, với bộ ba Messi, Neymar và Mbappe trên hàng công, Paris Saint-Germain hoàn toàn có thể đánh bại được đội chủ nhà nếu chơi với đúng phong độ. Bên phía Lorient thì sẽ không có vắng mặt nào đáng kể. Lợi thế về sân bãi giúp họ có tâm lý thoải mái để huấn luyện viên Regis Lebris thoải mái lựa chọn đội hình phù hợp trước một đội bóng có hàng công mạnh như Paris Saint-Germain. Ở 5 trận gần nhất, Lorient thắng 1 và hòa 1 lần trước Paris Saint-Germain trên chính sân nhà Stade du Moustoir. Phong độ của Paris Saint-Germain đang tốt hơn so với đối thủ, với thành tích toàn thắng ở 5 lượt trận gần nhất. Trong khi đó thì Lorient thắng 2, hòa 2 và thua 1 trận. Ở trận này, Paris Saint-Germain chấp Lorient 1.3/4. Nếu nhìn vào các thống kê về đối đầu, phong độ hay chất lượng đội hình sẽ rất khó để người chơi có thể đặt niềm tin vào cửa dưới. Dù trong bối cảnh các trụ cột bên phía Paris Saint-Germain có thể sẽ thi đấu cầm chừng nhằm tránh chấn thương khi vòng chung kết World Cup 2022 đã cận kề, nhưng với đẳng cấp vượt trội thì Messi cùng đồng đội cũng không khó để vượt qua kèo chấp này. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu là 3.1/4. Mức kèo 3.1/4 đối với Paris Saint-Germain nếu thi đấu đúng phong độ sẽ là không quá cao. Trong khi Lorient chơi khá tốt trong giai đoạn đầu mùa, nhưng họ đang có dấu hiệu chững lại. Có khả năng đây cũng sẽ vẫn là một trận đấu bùng nổ bàn thắng đến từ bộ ba Messi, Neymar và Mbappe, và người chơi có thể lựa chọn cửa tài ở trận đấu này. Dự đoán của thể thao và văn hóa, Paris Saint-Germain thắng Lorient với tỷ số 3-1. We'll be right back.